Hội là thời gian hồi đi hết và trọng tài vẫn đang tiếp tục. Tỷ số đang là 2-1. Lần này thì gió đã đổi chiều. Dẫu rằng Cao Thủ Hiền Tân không có quá nhiều cơ hội rất nguy hiểm. Tên cú đá tốt vô của Cao Thủ Trắng. Điều mà chúng ta chuẩn bị vừa rồi là hú định. Thời gian là vẫn còn rất nhiều. Trước đó thì Cao Thủ Hùa có một loạt cơ hội. Như vậy là đúng để chúng ta cũng đã để coi để. Trên sân đầu Sport Plus và chúng ta đây là tiếng còi khai cuộc của hiệp một trận cầu tứ kết số 1 của CDA đã bắt đầu. Trong cuộc trận cầu này thì Cao Thủ cho phục màu áo cam quân đen, hiệp thân FC bảo vệ công môn bên phía tay phải của mình. Đây là trận cầu tứ kết của Phú Hòa, đội bóng dẫn đầu ở bảng B, và đến với Phú Hòa là đội bóng chơi với mức độ rất cao. Họ đã trải qua 3 trận thắng liên tiếp để có trọn vẹn 9 điểm sau lượt đấu bảng. Và Cao Thủ Hòa đang có được 9 điểm để các bạn ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trong khi đó thì Hiệp Tân nằm ở bảng A, bảng đấu được đánh giá là tử thần. Tuy nhiên thì họ cũng đã chơi khá thành công với 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Có được 5 điểm, ghi được 5 bàn thắng và đều đồng lưới 4 bàn. Đó là cú đá đầu tiên trong trận đấu của Cao Thủ áo trắng Phú Hòa. Mọi người vừa có pha dứt điểm vừa rồi là số 20 Hữu Định. Những phút đầu tiên thì các Phú Hòa đang cầm bóng khá tốt. Vẫn là Hữu Định. Đường Nguyễn Quang Duy. Ấn Tuấn. Còn ở cánh trái là bên này. Như vậy là Cao Thủ Phú Hòa. Những cái tên chúng tôi vừa đọc là những cái tên mà Cao Thủ Phú Hòa có mặt ở trong uy xuất phát của họ ở trong trận cầu ngày hôm nay. Ở vòng đấu bảng thì Cao Thủ Phú Hòa đã vượt qua được những cái tình. Ở lượt trận đầu tiên thì họ thắng ACNN với tỷ số 2-1. Ở trận đấu thứ hai thì họ thắng trẻ CQSN với tỷ số 2-0. Và ở trận cầu cuối cùng, Cao Thủ áo trắng đã giành chiến thắng trước Globally với tỷ số 6-4. Những trận cầu vừa qua đều là những trận đấu rất thành công với Cao Thủ đội bóng của ông Bố Tường. Tuy nhiên ngày hôm nay thì họ sẽ gặp một đối thủ thực sự, đó là Cao Thủ Hiệp Tân. Ở trong vòng đấu bảng thì Cao Thủ Hiệp Tân có 2 trận hòa, đó là những trận hòa ở vòng đấu đầu tiên trước Đức Thắng Liverpool với tỷ số 2-2. Lượt trận thứ hai thì Cao Thủ Hiệp Tân cũng đã có trận hòa rất hay trước đội bóng được đánh giá cao là Lê Bảo Minh với tỷ số 1-1. Còn ở trận cầu cuối cùng họ đã chơi rất tốt và cuối cùng đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Cao Thủ Đức Thành. Đó là chặng đường vừa qua của cả hai đội bóng này để có mặt ở trong trận cầu ngày hôm nay. Đây đang là những thời điểm mà cả hai đều đang chơi chậm rãi để thăm dò lẫn nhau. Tuy nhiên lúc này thì Cao Thủ Trắng vẫn đang là những người cầm bóng luôn. Và lấy bóng của Ngô Bao. Tân Nguyên. Không tay. Hôm nay là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm bên phía Cao Thủ Hiệp Tân. Anh đã tìm qua rất nhiều và đã phong trào đỉnh cao ở thành phố Hồ Chí Minh. Bảy cái rất thoáng. Là gì? Không được. Số 2 của Cao Thủ Tân đã chưa thể tiếp bóng ở trong phòng ngự rồi. Và đây là Tấn Tuấn.
chuyện trách nhiệm. Không có nhiều đội của Tân Tuấn hỗ trợ nhưng anh vẫn có thể đưa ra một giải pháp dứt điểm vào kết quả mà đội tuyển mình của Tân Tuấn chỗ này. Đá góc dành cho các thủ trắng. Cú định đứng dứt điểm một chặng theo tấn công cố định để mời các bóng lên cầu. Gương mặt cũng rất đáng chú ý bên phía các đối tượng như này. Lúc này ở trong trận đấu cùng giờ ở trên đấu số 2 thì đấu gần với nhà xe đang là trận cầu giữa cao thủ Đức Thắng Liên Bùn và ACNN. Đó là trận cầu tứ kết thứ 3 của CDB. Hai trận đấu chớm ở trong ngày hôm nay là trận cầu giữa Đức Khải và Colombi, Trại Hiệp Tân và ca thủ IDC đã khép lại. Đó là những trận tứ kết số 1 và số 2 của CDB. Hai đội bóng ghi tên mình vào vòng đấu bán kết ở CDB lúc này đang là SDC. Họ thắng được ca thủ Trại Hiệp Tân ở trên chấm phạt đền. Trong khi đó thì cũng thắng được Colombi trên chấm đền là ca thủ Đức Khải. Đúng giữ bóng tốt của Thế An. Nhưng sau đó Thế An đã chưa thể tạo ra được một đường truyền công sự chính xác. Cú định vẫn là một tốc độ cực kỳ chậm rãi của cả hai bên. Chưa có đấu nào có thể cười thật sự chủ động và tấn công mình mà đang ở trong những thời điểm thăm dò lẫn nhau. Đây là một trình hình hết lòng. Hai điều phải tăng cầu đôi trước rồi mới đưa ra những động tác quyết định. Thắng đội bóng đá vượt qua được vòng đấu bảng để có mặt ở trong CDA mùa này. Ngoài Phú Hòa và Hiệp Tân còn có cả thủ trẻ Đức Thắng của PVF, Hồ Minh Bích của bóng đến từ Quảng Ngãi, Y Mắc Bình Yên. Đội bóng của thủ trưởng Sport Club. Người ta còn có Gofla, đội bóng cũng đến từ Quảng Nam. Lê Bảo Minh, trẻ Sinh Mã Sơn. Đó là 8 cái tên xuất sắc nhất trong tổng số 12 cái tên đã tham gia mùa giải này. Và đó đều là những gương mặt rất trao giá cho việc tranh chấp vô địch của CDA mùa này của giải bóng đá Colombia Cup 2015. Chúng tôi xin được hô tấn công của Quang Duy. Quang Duy của Thế An. Trong ngày hôm nay thì Thế An số 2 của Hiệp Tân tiếp tục được tăng cường và bố trí chơi đất không tay. Đúng là những đường truyền thể hiện sự thành trọng của đội mình và xử lý tốt của Quang Duy. Tấn Kiến Tấn cũng không quá vừa vàng khi anh đã nhận thấy đó là lỗi của Phạm Hữu Định. Âm Huyền nhóm hợp đá phạt nhanh của cao thủ Hóa Cam. Con ơi, không dễ để có thể vượt qua được cầu thủ danh kinh nghiệm như số này đường với cao gì. Công trình công tay chủ thể ăn không hề có lỗi của bên này và trên cầu vẫn đang tiếp tục. Và ngay trong đó thì số 2 Thế An đã phản đối tiếp tục. Vẫn như vậy thì lúc này thì bóng quyền của ca thủ Phú Hòa đã đưa vào sân thủ số 2 của họ. Má nó băng địch chuyền đi banh nào nữa banh nào thì đứa này là Nguyễn Tư Hào. Hãy subscribe.
Đứng một bên thôi hả? Đừng có chạy quá nữa. Em tính. Ở trong tổ số 2 này thì đội của Phan Thuật Thế Hòa sẽ di chuyển. Làm được đó, từ từ lại, đừng có đá con. Chuyện đi. Nhưng mỗi khi để bắt bóng thì Nguyễn Thị Hải luôn là người sẽ chơi thấp nhất. Đi lên họ, chuyền lên đây nào. Thứ này. Không bóng mạnh đúng không? Cần tin đang để bắt bóng. Ba lỗi rồi, đừng có ập vô nữa. Những phút đầu tiên của hiệp một mặc dù thế trận đang diễn ra ở mức trung bình, tuy nhiên chúng ta dù áo trắng Phú Hòa cũng đã tạo ra được hai cú đá. Phải có thêm một lỗi nữa. Đừng có quét bốn lỗi rồi. Ba cái lỗi nào cần thiết thì làm lỗi. Hết đâu, hết tiếp. Nhưng mà cái đó. Trần Tâm Nguyên. Ở đây thôi. Áo trắng. Nhưng Tâm Nguyên vẫn có thể đi qua. Người thủ thứ tư Tâm Nguyên đã không thể đàn lên. Nhưng mỗi người của anh cũng đã hàng về cho Phan Thủ Lý Tân một đá điên ở bên phía hay đang cách thành. Còn người thực hiện sẽ làm đúng hông tay. Đến vậy thì Tân vẫn chưa thể đưa ra được một tình huống chút công hôn nào. Thứ hai. Chạy rộng ra thở, đừng chạy vô thở. Lên luôn thở. Qua móc, qua luôn, qua luôn. Dọc biên đi móc, đừng đi vô trong nữa. Bóng bên đây, chạy qua đây thôi. Tuyên truyền để nhằm kéo giá đường cũng như có chiều sâu về các thủ tân. Vậy luôn, vậy. Một công bố thủ của bóng ở trên này rất nguy hiểm. Có thôi. Chưa thể có một pha ra chân. Những phút vừa qua là những thời điểm. Đứng luôn. Đứng. Cho gôn đá lên. Cho lên kìa. Tèo. Ngay lập tức đi về sân. Tạo ra một bức tường phòng ngự kín kẽ. Bỏ đi. Như vậy là với lối vừa rồi thì ca thủ Phú Hòa đã gặp lối tổng hợp đúng không? Và đối trắng không phải lối như này. Không tài là người thực hiện và đã gặp trực tiếp này. Thế là em tính. Cái này của giải đấu Colombia ở lần thứ nhất 2015. Bỏ tay. Các đội đã ghi được đến 128 bàn thắng. Kiều Trung như Kiều Trọng đã từ chối bàn thắng của Phú Hòa, tuy nhiên ở trong vòng cấm thì vẫn còn đó cầu thủ Xuân Thọ, cầu thủ mặc áo số 19. Như vậy là tỷ số đã được mở và chắc chắn rằng trận đấu này sẽ diễn ra hay hơn. Ở lúc này thì có lẽ là các thủ tân không điều chỉnh vào thời trọng nữa. Họ bắt buộc phải đẩy lùi lên. Và khi đó thì trận đấu tứ kết số 1 này sẽ diễn ra rất căng thẳng. Như vậy là đã có lối
tiếp tục một cú sâu. Cầu thủ áo trắng đã quên mất rằng mình đã phạm phải lỗi thứ 6 ở trong trận đấu này. Như vậy là với lỗi phản ứng vừa rồi thì một cầu thủ của Phú Hòa cũng đã phải nhận một tấm thẻ vàng. Đó là thẻ vàng dành cho Đăng Vũ. Phú Hòa bên phải hết sức quyết định. Cơ hội không thể tốt hơn dành cho cầu thủ Hiệp Tân để có thể sang bàn tiếp viện. Dành cho cầu thủ Hiệp Tân là một bàn rất chính xác, một cầu đã chiến thắng được với thủ thành Duy Trắng. Như vậy là tỷ số đã có biến đổi, niềm vui đến với các cổ động viên của Phú Hòa không quá lâu, bởi vì ngay sau đó thì cầu thủ Hiệp Tân đã có được bàn thắng sang bàn tiếp viện từ một pha đá phạt từ chấm trái đất. Tuy nhiên tiếp tục ở những phút còn lại 11 thì cầu thủ áo trắng cũng cần phải rất cẩn trọng. Đúng rồi. Tuy nhiên nỗ lực của số 3 cú đá này đều cho Phú Hòa một quả đá phạt góc ở bên cánh trái. Người thực hiện là Đăng Vũ. Cú thứ hai. Đăng Tính. Không có nhiều phản công. Cắt bóng của Phong Cao. Bạn đang theo dõi hiệp một của trận đấu ở trận đấu tứ kết một. Chia giải bóng đá Golden Cup Football Club 2015. Tỷ số của trận đấu ở trận một vẫn đang là cầu thủ Phú Hòa 1, cầu thủ Hiệp Tân 1. Thứ thứ hai, cầu thủ của trận đấu đang được đẩy lên nhanh lên so với những thời điểm mà tỷ số chưa kể. Đến kể. Lần này người thực hiện cú đá phạt góc này cho Phú Hòa là Tấn Tuấn. Chân trái, thủ nhật. Ngay sau khi thực hiện cú đá dứt điểm này, thì Nguyễn Thị Hải đã lui về và kèm sát với Dương Văn Ngọc, cầu thủ rất chéo và cả người của Sơn Văn Ngọc. Anh Ngọc Thương là cầu thủ rất khỏe và có khả năng đánh vào. Nỗ lực của Phú Hòa đã rất chéo điều này. 4-3 Tấn Tuấn chưa thể truyền bóng vào bên phía hay là cái trái. Bóng 2 đi này. 5 mét dài. Tiếp tục là một pha bóng tối đi nữa dành cho Phú Hòa. Thực hiện là Tấn Tuấn. Đúng rồi, cơ hội để cho Hiệp Tân phản công. Dương Văn Ngọc đi vô trong hả bà, đi vô trong. Văn Ngọc đối diện với Hữu Định. Vẫn đang là cao thủ áo trắng khá nguy hiểm. Này thì Hiệp Tân là Hồng Tài vẫn có đúng lúc để giải quyết. Hồng Tài vẫn bèo tâm nguy không thể thi đấu. Không bỏ áo của Hiệp Tân ở đây. Đó là trong trận của cao thủ Hoa đội chuyên rất tập binh.
tay của Cao Trọng Thiên. Người đứng hoa chưa bóng vô tuyến ở phía sân nhà là Tuấn Tiến. Hình bóng sức của Phúc Bảo đã chưa có dừng tên. Hiện hữu cái gì? Bóng đã ăn quá nhiều và bóng ngoài trong tay. Cánh đơn như vậy chưa? Hai cầu liên tiếp đã được bỏ qua bởi Tấn Bảo. Tấn Bảo lúc này đang là trên sút số 1 của mùa. Ở vòng đấu trước tên đã là một cú chích. Và hai đội lúc này đều đã chơi bóng máy hơn. Và người đang chơi tốt hơn là Cao Trọng Trắng. Đến đến việc không hành. Liên tiếp là những pha bóng đá của cầu thủ người áo trắng. Cùng tay. Chưa được không? Chưa có tiếng cầy và chúng ta bắt đầu tiếp. Chưa được không? Trong hiệp đấu đầu tiên thì Phú Hòa là người chơi chủ động hơn với việc tạo ra được vô vàn cơ hội và họ cũng chính là những người cần bóng tốt hơn. Tuy nhiên thì khi mà họ đã có được bàn thắng ở tỷ số thì ngay sau đó Hiệp Tân đã có bàn sang bằng cách biệt do công của Dương Văn Ngọc từ lối tổng hợp thứ sáu ở trận đấu gần 10m. Thì đấu việc tốt thì nó có pha dứt điểm vừa rồi là như này. Còn bàn thắng thứ hai của Hiệp Tân đến từ một cú nỗ lực ở đường biên trái của Dương Văn Ngọc. Ba người luôn. Như vậy là thời gian 4 giây đã qua và như vậy là cầu thủ Phú Hòa sẽ có một quả đá phạt gián tiếp ở trong pha bóng này. Bóng được đặt ngay ở bên 6m. Có thể xin điểm rất nguy hiểm. Vừa rồi là pha dứt điểm cận chân của Minh Ngày. Nhưng đó cũng là một pha bóng mà thủ thành của Hiệp Tân đã được đúng vị trí. Tiếp theo là quả bán gốc bị phía bên phải dành cho cao thủ đến từ Việt Nam. Có thể xuất hiện không được đến dứt điểm chưa đến tầm một. Tấn Nguyên đến từ cao thủ ở trong những phút đầu tiên của hiệp hai không khác là đối đầu tiên đấu thủ. Nhưng mà cao thủ Phú Hòa vẫn đang là những người cầm bóng nhiều hơn. Còn Hiệp Tân tiếp tục trung trận với lối chơi phòng ngự bằng cao thủ. Hiệp Tân vươn tay vẫn được tung tiền. Ở trong đấu đầu tiên thì đội Hiệp Tân Văn Ngọc là người chơi tốt nhất với một bàn thắng và một đường truyền kiến tạo thứ ba. Đó cũng là bàn thắng thứ ba của anh ở tiêu mùa giải. Đúng rồi. Đó là lối tổng hợp đầu tiên của cao thủ áo vàng trong hiệp đấu thứ hai này. Cú đình đang đứng trước một pha đá phạt trực tiếp dành cho cao thủ Phú Hòa.
thì phải dễ căng không bằng. Nếu như không có sự tỉnh táo của thủ môn Đức Thành thì rất có thể bàn thắng đã đến nơi phương ạ. Thủ môn Đức Thành của Yên Tân đang là một thủ môn có thể tốt nhất ở giải đấu lần này. Trường Thọ, Trường Thọ chính là tác giả của bàn thắng mở tỷ số trận đấu đầu tiên dành cho các đội trọng. Đội pháp an toàn của hôm nay. Phạm Hữu Định. Hai cầu thủ sẽ chơi cao nhất bên phía các cầu thủ Hiệp Tân ở trong thời điểm này. Đó là Tân Nguyên và Đăng Ngọc. Chúng mình có thể tạo ra được một cái hướng căng ngang của Vũ Quốc Tàu Vũ. Và sau đó những người dân thì Sơ Đăng Ngọc đang tỏ ra rất đồng. Như vậy là Ngọc Bèo cũng đã có thể trở lại thi đấu. Nguyễn Văn Tính, Vũ Huy, bên kéo chơi cháy, xếp cả. Cũng tiếp tục là một hướng mà thủ thành Đức Thành đã chọn đúng vị trí. Mặc dù đã giải bóng vào trên trang bóng nhưng những cái bàn thắng vẫn bị thiệt hại ở trong pha bóng vừa rồi. Tâm Nguyên đang tỏ ra rất đồng. Nếu để cho Tâm Nguyên vượt qua ở trong thứ vừa rồi thì cũng thành đường Quốc Hòa sẽ đối diện với một pha bóng cực kỳ nguy hiểm. Là người điều khiển và đã phạt trực tiếp dành cho các thủ môn. Không được, đã chưa có ở chính sân. Đúng rồi, rất là ngập. Chết kêu lắm. Hai tình huống quay con ta liên tiếp của thế này. Dưới đây 17. Đánh. Hai tình huống là tổ chức. Đánh đơn, đá bế cho Thủy Tân. Số 11 của ta Thủy Tân vẫn chơi lăn xả để đàn phá tình huống bây giờ. Đây là thời điểm mà ca thủ áo cam đang có lời thế hơn như vậy chứ. Rất nhẹ, nhưng chưa thể ra trận. Đến cùng, Văn Tính. Trên trái, không bằng. Đến ca đi vô sao ở trong thứ đầu tiên. Tiếp tục thực hiện một pha bê ca mạng. Ngay ở trận đấu đầu tiên thì chúng tôi đã nhắc tới cái tên số 12 bởi anh là chân sút ban đầu của Quốc Hòa và vừa rồi là bàn thắng tương tự của Tiến Đào từ đầu mùa giải đến giờ. Hai điều hiện phải dấu hiện mà nhà cái Huy Lâm Cường đã đưa ra cho đội bóng ở trên đây. Chắc chắn là sự tự tin đã trở lại với cao thủ áo trắng ở sau bàn thắng vừa rồi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi.
Tân Bái đã lên tận thế thứ ba. Với tôi được như thế này thì Nhật Tân luôn sử dụng cầu thủ đá phạt là Nguyễn Hồng Tài. Điểm chân của Hồng Tài là Tài Sinh Nhân. Đây là cầu thủ đá phạt quan sát rất tốt. Chú Trọng thành lực. Tiếp tục là chú Trọng Hồng Tài. Điểm chân là rất công cao của cầu thủ Hoa. Ở phía trên hai cầu thủ chơi thấp nhất từ phía Hiệp Tân vẫn đang là Tân Nguyên cùng với Ngọc Đèo. Bây giờ phía dưới là Hồng Tài. Sơ đồ chiến thuật chủ đạo của các thủ Tân ở đây này. Và bảo người xuất hiện. Xuất, xuất tốt. Xuất đi tương. Nhưng chưa thể xuất hiện. Đánh giấy. Không được. Các bạn đang theo dõi buổi tuyên dân của kênh Chấn Gió TV. 8-38 nhiều lắm ạ. Giữa hai đội Hiệp Tân và ca thủ Vũ Hòa. Tỷ số ở hiệp đấu thứ hai vẫn đang là kết quả hòa 2-2. Chúng ta. Từ phía Cần Duy. Hiệp Tân đang dàn trải một thế trận phòng ngự khá kinh kẽ. Và thực sự là không có gì cả trận. Như vậy là trọng tài đã rút ra hai tấm thẻ vàng liên tiếp và đang dành cho cả hai số 10. Số 10 Tân Nguyên của Hiệp Tân và số 10 Tân Tuấn của ca thủ Hoàng. Như vậy trọng tài đã rút ra 3 chiếc thẻ vàng cho đội trận đến giờ. Sau vòng đấu bảng thì đến lúc này các vị vua áo vàng đã rút ra tổng cộng 60 chiếc thẻ vàng. Tuy nhiên có một điều đáng mừng là sau mỗi vòng đấu thì những chiếc thẻ vàng là ít hơn. Ở vòng đấu đầu tiên đã có 29 chiếc, ở vòng đấu thứ hai là 18, giảm còn 13 chiếc. Đó là những tín hiệu rất tích cực cho một giải đấu mà tính phép lây được tận tay hay không. Bây giờ trọng tài ra dấu hiệu đó là những tổng hợp thứ hai của cầu thủ áo vàng. Như vậy là bên phía các thủ của Phú Hòa vừa có thêm một sự thay đổi người nữa. Lý Văn Tính lại được đưa vào sân. Tấn Tuấn. Tấn Tính. Dễ ra thở Bảo. Đi Bảo. Dễ ra đi. Đi. Đi Bảo. Đi Bảo. Đi luôn. Đúng rồi. Dễ ra Bảo. Bảo ra gì? Bảo gì? Động ra Bảo, Bảo lên, cao Bảo. Kéo sáng đi của cao thủ Vũ Hoàng. Đây luôn. Để chuyển lên trên sáng. Để giúp kích về sân. Bảo nè. Bảo. Bảo nè, tới. Bị đi Bảo nè. Sợ gì? Đi Bảo, đi đi. Từ bên kia đã được Hiệp Tân họ đã giúp đưa bần vật về sân nghỉ. Vàng nè. Tập trung vô, quay lại, quay lại. Bước không Bảo, bước không. Đi theo, còn Bảo. Đây còn Bảo, Bảo. Dì. Đi, đi. Đi, đi. Đi, đi. Đi, đi. Tiếp tục là số 5. 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 Tập trung, đi thúng. Đi thúng. Tập trung. Đi bảo đi. Thủ Hòa đã đứng trên một đường sinh. Móc cơ hai móc. Móc cơ, nói lại từ từ. Trên núi Cần Duy. Nhanh nhanh chuyền đi. Đi bảo đi. Đi bảo đi. Thằng
của lữ tổng hợp Phương Thành đang là 4 điểm. Tỷ số của đội tuyển Việt Nam là 3-4. Và tỷ số cũng đang có kết quả 2-2 đây. Điều gì cần gì? Đây được chúng ta mà. Để đá đi. Trong thời gian hồi ý thì bóng bèo bên phía Hiệp Tân đã quay trở lại. Lấy mạnh chân cho Bảo. Bảo ơi mạnh chân cho Bảo. Tân Minh. Bảo. Chuyển tới. Tân Minh có lỗi của số 7. Tấn Trung. Tấn Trung là cao thủ khe. Tân Tý có được sức điểm. Tân Tý đã biết phát hiện ra khoảng trống phía trước. Đến dứt điểm trúng vào vị trí của cầu thủ Hồng Ngự Đức Hải bất thắng rồi. Tuy nhiên đó, ôi không được. Chết đang tiền vẫn là số 10. Tấn Trung đã không thể làm gì hơn trong vòng đây của Hồng Tài và Dương Minh Ngọc. Trong trận đấu hôm nay thì cả hai đội đều đang tỏ ra rất thủ nhau. Đường chung như khoảng trống là không có nhiều ở trong thời điểm này. Nhưng hai cầu thủ Việt Tân cũng đang bắt đầu bộc lộ ra những khoảng trống. Và đó là thời điểm mà cầu thủ Hòa sẽ có cơ hội. Cú đi. Thế này. Và chút là có lệnh đá đêm vào trận tác viên. Thành công dành cho ba cầu thủ Việt Tân. Đá xong. Với đường chung như vừa rồi thì có lẽ Dương Văn Ngọc có lắp tên ô tô thì không thể theo kịp. Có rồi, còn 2 phút mà. Nào, anh chạy, anh đang chạy á. Bảo Hữu Định rất chính xác rồi, nhận bóng vào gì? Thế này, không được. Dứt điểm không trúng tầm bóng của số 7. Bấm giờ tay ơi. Được thủ môn Đức Thành đi đâu? Từ trước đó ông không có một bóng ba chạm nào. Đức Thành đang cần sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Sau khi được chăm sóc thì thủ thành Đức Thành đã có thể trở lại thi đấu. Trung Nhật rất bình tĩnh và bất ngờ. Và người bắt gôn cho Hiệp Tân vẫn là thủ môn Đức Thành.
bắt tay là góp lực. Đáng tiếc là số 20 của cầu thủ Phú Hòa vẫn thực hiện không thành công. Tỷ số vẫn đang là 1-0 và đây là loạt sút thứ hai của cầu thủ Hiệp Tân. Số 11 đang đứng trước bóng và anh sẽ đối diện với thủ môn Thiên Sinh. Như vậy tỷ số đã lên 2-0 ở chấm phạt đền. Đã cho này lăn luôn á Bắc Kinh. Đó là ăn luôn á. Thứ ba này là Quốc Bảo. Quốc Bảo và thủ môn Đức Thành. Như vậy là thủ môn Đức Thành đã phải nhận một tấm thẻ vàng. Đồng bài Văn Huệ đã cho rằng anh đã có động tác để gây tâm lý cho đối thủ. Bảo rút chết chính xác, như vậy là cầu thủ Hà đã rút ngắn được tỷ số ở loạt sút như vậy. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Quốc Bảo sẽ là người thực hiện loạt sút thứ ba dành cho cầu thủ Hiệp Tân. Quốc Bảo đang nở nụ cười rất tươi. Quốc Bảo đã thể hiện được sự tự tin của mình nhưng lại thể hiện không chính xác. Như vậy tỷ số vẫn đang là 2-1 cho Hiệp Tân. Còn đây là loạt sút thứ tư dành cho Phú Hòa. Và người thực hiện loạt sút này là Tài Sinh An. Và huấn luyện thành công thì Tài Sinh An sẽ đưa Hiệp Tân vào chơi trên cầu bán kết. Tài Sinh An đã đưa cao thủ